Y Phương xin kính chào quý vị. Đến với chương trình Dòng Nhạc Tiếng Phòng cùng Y Phương, nam ca sĩ Nguyên Khang và nhạc sĩ Trúc Hồ. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những ca khúc tình ca Giáng sinh sau đây. Các bài hát đầu tiên, Y Phương xin mời quý vị lắng nghe một ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy, Con Quỳ Lạy Chúa Trên Trời sau đây. Bài này em có quen lắm. Tại em hát hồi xưa anh Hồ làm hòa âm bài này là ca sĩ Tuấn Ngọc với Thùy Dương hát, em nối hai bài lại. Em với anh với chị Diễm Liên cũng cũng có hát cái version nhưng mà mình đó. Cũng hát là nối qua cái bài gì quá nhỉ? Bài Lời Người Ngoại Đạo. Lời Người Ngoại Đạo. Với lại Amera Maria. Liên khúc mấy chục năm rồi. Không cái cho cái... nên mình liên cái này bị qua confused. Cái kia trong đầu em cũng bị confused. Nhưng mà những toàn là những ca khúc hay không? Cái bài này là một trong những bài mà anh thích nhất của vào những dịp lễ Noel đó. Anh thích nghe bài này lắm. Nhưng mà buồn quá. Trời, nhạc Noel mà. Anh thấy nó chỉ có vẻ nhạc nó... Noel nước ngoài mới vui. Anh thấy nghe nó có vẻ nó có gì nó thánh thiện chứ đâu có buồn. Nhất là cái melody á. Thì cái melody mình nghe nó là nó có vẻ nó kinh thần ha, nhưng mà nghe nó giống nhạc nhà thờ. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái lời đó, ý em nói là cái lời thì lời thì dạ. Nó hơi buồn chút. Dạ. Và cũng có một cái bài hát mà trong mùa Noel mà em nghĩ là ai cũng biết nhiều hơn cái bài Con Quỳ Lạy Chúa Trên Trời, là cái bài Hai Mùa Noel. Cái bài đó anh nghe rất là nhiều các anh chị hồi xưa hát. Nó cũng nằm trong cái cuốn video của Esa đầu tiên làm về mùa đông á. Dạ, cái bài cái lúc video đó là ai hát anh ha? Lúc đó là Mạnh Đình với như Quỳnh. Là Như Quỳnh. Ngày hôm nay là chắc ngày là hôm nay Y Phương thì Phương với Nguyên Khang. Cái bài này là hầu như mùa Noel nào ai cũng hát. Yeah. Tại vì nó rất là dễ thương. Nó rất là dễ thương. Bài tựa là gì? Hai mùa Noel. Ok. Mời quý vị lắng nghe Hai Mùa Noel. Tay giã từ hẹn nhau năm tới khi Giáng sinh về muôn nơi, mình trao cho nhau hoa lòng nhẫn cưới thiệp hồng, dìu nhau xem lễ đêm đông, bên nhau muôn đời anh ơi. Nhưng nay mùa Noel đến rồi,
đêm anh vẫn nguyện cầu, cầu cho hai đứa yêu nhau. Đêm nay giao đường vang tiếng kinh cầu, nơi xưa mình em đứng không thấy bóng anh đâu. Nửa đêm tan lễ bước em bơ vơ trở về, chợt nghe bao mộng ước đã xa rồi, gặp nhau chỉ để thương đau, yêu nhau chỉ rồi xa nhau. Rồi Noel qua, bao mộng ước đã xa rồi, gặp nhau chỉ để xa nhau, yêu nhau chỉ rồi. Cái bài này dễ thương quá hả? Ủa mà sao Noel này chia ly không hai bài? nhưng mà bài này nghe hay á. Bài này nghe hay. Rất là dễ thương anh ha. Nghe nó tình dễ sợ. Mình tưởng tượng. Anh hát mà nổi gai ốc. Nhạc nó cái bài này Việt Nam mình có nhiều cái giai điệu nghe nó tình, thật là tình. Đây là một trong những bài giai điệu nó tình. Một bài Noel rất Việt Nam. Rất Việt Nam. Đúng rồi, rất là Việt Nam. Nhưng mà rất là dễ thương. Hay. Đến mùa Noel là phải có những bài hát này. Lạ lắm. Và sau này cũng có nhiều bài Noel mới sau này của nhạc sĩ trong nước viết á. Khó. Mà em nghe em không có cảm vô được cái bài mấy nào. Cái bài này nó trở thành một cái gì đó standard rồi. Cứ mình cứ nghe là mình nghe tới mùa Noel là mình nghe cái bài này. Bắt buộc mình phải nghe. Mà cũng lạ là cho nên nó vô lòng tất cả mọi người rồi. Cho nên cứ mỗi lần mùa Noel là em thấy hầu như là trong đầu họ đều nhớ tới những cái bài này. Có nhiều bây giờ mình ở nước ngoài, mình không còn ở Việt Nam, nhưng mà mình nghe bài nhạc này mình tưởng như mình đang ở Việt Nam. Cái nhạc nó mang cho mình trở về cái thời gian đó. Em nghe hát bài này là em thấy nhà thờ Đức Bà. mình còn ngửi được cái mùi của cái Noel, trời hơi lạnh lạnh thôi nhưng mà rất là dễ thương, đi nhà thờ này nọ. Mà em không phải em thích Việt Nam mình, tại vì Việt Nam mình nó có nhiều cái xóm đạo đó anh. Đúng rồi. Nó có nhiều cái xóm đạo rồi. Nhà nào cũng làm hang đúng đá rồi, nhà thờ làm hang đá. Đúng rồi. Kính thưa quý vị, là như anh em chúng tôi cũng đã nói là hôm nay là để gửi tất cả quý vị đến những ca khúc, những tình khúc của những tình ca của mùa Giáng sinh. Vì từ nãy giờ anh em đang nói là tại sao mấy cái bài Giáng sinh mình nghe mình thấy nó dễ thương nhưng mà nó lại buồn. Nhưng mà hầu như tất cả những cái melody của cái bài Giáng sinh thì em thấy hình như là cái những cái bài mà mình đã hát vừa qua đó là cái melody nào nó cũng như là thiên thần đó anh ạ. À? Có chút chiếu gì nhà thờ giống đó. Giống như là thánh ca vậy. Thánh ca, nó có mang ảnh hưởng thánh ca. Dạ. Yeah. Có một bài nhạc mà tới mùa Noel tất cả thế giới đều phải hát. Em nghĩ cái bài này là cái bài hay nhất của không của, thể thiếu ha, không thể thiếu, không thể thiếu trong cái mùa nó vượt qua khỏi giới hạn của quốc gia và chủng tộc. Hình như nước nào tới mùa này anh cũng tất cả mọi người đều đúng ngay cái giờ đó hát lên bài nhạc này. Đúng ha. Đó là bài Silent Night. Silent Night. Silent Night. Ôi Chúa thiên đàng, cảm nếm cơ hàng nhấp chén tim vui phong trần. Than ôi Chúa thương người đến quên mình, bơ vơ chốn quê nhà. Thank you.
Mình thấy nó xô giống như là nó hơi trong sạch được một chút rồi ngày mình hơi bị dơ. cái gì vậy anh Hồ? Mình thấy mình đúng sạch rồi, chúng ta đều là con người hết, ai mà không có rồi lúc mình cũng phải nên có những cái giai điệu làm cho mình thấy bình tâm, cho mình thấy nó bình tâm thật. Cái bài, cho nên khi cái mà bài hát xong rồi đó quý vị, tự nhiên mình thấy giống như mình giống như một phút mặt niệm, một phút mình lặng xuống vậy đó. Chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Nhạc Thính Phòng, mà một cái nhân dịp ngày lễ Giáng sinh thật là đặc biệt. Và chúng tôi lúc nào cũng mong là sẽ có những cái niềm vui nhỏ nhỏ đến cho quý vị, và nhất trong mùa lễ Giáng sinh này. Và cũng xin đại diện cho anh Trúc Hồ cũng như ca sĩ Y Phương xin kính chúc quý vị có một mùa Giáng sinh thật ấm áp và tràn đầy hạnh phúc. Xin hẹn với quý vị vào chương trình kỳ tới của đài truyền hình SBTN. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.